Anh vô được không? Được chứ, anh vô đi. Ủa, em làm việc nhà mệt vậy á, sao trưa không ngủ chút đi cho khỏe? Bộ em không ngủ trưa hả? Dạ không sao đâu anh, em quen rồi mà. Mai, anh đi nhà sách á, anh mua mấy quyển sách về làm tư liệu. Sẵn anh mua cho em nè. Cảm ơn anh nha. Cái chuyện nhỏ như vậy á, không cần cảm ơn đâu nha. Ủa, mấy bức tranh này là em vẽ đó hả? Ừ. Bộ em thích thiết kế thời trang lắm sao? Đó là mơ ước của em từ nhỏ đó. Nếu như má em không bệnh thì chắc là bây giờ em là sinh viên của trường thiết kế thời trang rồi. Anh thấy em có năng khiếu không? Có chứ. Anh nhận thấy em rất có tiềm năng trong lĩnh vực thiết kế thời trang đó. Em chỉ vẽ theo cảm hứng thôi à. Nếu như mà muốn trở thành một nhà thiết kế thời trang á, thì cần phải cố gắng nhiều hơn nữa. À, anh Minh, em đã cho số điện thoại của anh á, cho chị chủ cửa hàng tiệm áo cưới. Nếu mà chị ấy có gọi á, thì anh báo cho em biết nha. Em vẫn giữ ý định ra ngoài làm thêm hay sao? Em có biết là vô cùng khó khăn lắm không? Em muốn có kinh nghiệm thực tế. Em cũng không muốn cứ ở trong cái vòng lẩn quẩn này hoài nữa. Bây giờ nếu như mà muốn có việc làm á, thì phải có kinh nghiệm. Mà chưa có việc làm á, thì lấy đâu ra kinh nghiệm chứ. Anh coi mẫu này nè. Khi nào trong anh đi? Cũng nhanh thôi mà, mọi thứ đều xong hết rồi, chờ đến giờ rê thôi. Nhưng mà Đạt muốn biết trước là ngày nào trong anh đi. Thì ngày nào mà Đạt không còn được gặp Trâm Anh và Minh nữa thì ngày đó tụi này đi rồi. Cô ấy lúc nào cũng chỉ Minh Minh Minh. Đâu có gì mà Đạt phải suy nghĩ nhiều vậy. Trước khi đi Trâm Anh làm tiệc chia tay mà. Ừ, làm tiệc chia tay đi. Đạt cũng có chuyện muốn nói cho Trâm Anh nghe. Thì bây giờ nói không được sao? Thôi, đâu có đủ can đảm nói. Bữa đó chắc phải uống thật say mới đủ can đảm nói quá. Nói vậy thôi, chứ những điều Đạt muốn nói Trâm Anh biết hết rồi. Vậy thôi, Đạt cũng sẽ không nói nữa. Thôi, bỏ chuyện đó đi. Đạt gặp Trâm Anh để nói chuyện này thôi sao? Giờ Trâm Anh bận lắm, phải đi trung tâm mua sắm. Một ít đồ qua bên đó. Bộ, định chở củi về rừng hả? Đâu có, chỉ là một ít trang phục Việt Nam thôi. Ủa, tiền gì vậy? Thì hôm bữa Đạt mượn Trâm Anh để trả tiền nhà trọ đó. Đạt có thể trả lại rồi. Cảm ơn Trâm Anh nha. Thôi, Đạt cứ giữ lấy đi. Mới đi làm mà, giữ lấy mà trang trải. Sao mà vậy được? Trâm Anh cứ cầm đi, Đạt tự lo được mà. Ủa, mới đi làm mà lãnh lương rồi sao? Đâu nhất thiết phải sống bằng lương. Không sống bằng lương, vậy bằng gì? Ý của Đạt đó là thôi, chuyện nó phức tạp lắm, Trâm Anh không hiểu đâu. Cầm đi. Dạ, em biết rồi.
Dạ dạ. Dạ 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 em tới liền, em tới liền. Dạ. Đã có việc phải đi. Gặp lại Trâm Anh sau nha. Ba, con xin lỗi ba vì sự nông nổi của mình. Con xin rút lại quyết định từ chức đó ba. Con mong ba thông cảm cho con. Ừ. Con thật sự đã trưởng thành hơn nhiều. Ba chấp nhận lời đề nghị của con. Dạ, con cảm ơn ba. Con hứa sẽ làm thật tốt công việc của mình, như con đã từng làm từ trước tới giờ đó ba. Ba lúc nào cũng ghi nhận sự đóng góp của con vào công ty Thạch Đỉnh này. Ba tin rằng rồi đây con sẽ làm tốt hơn nữa. Tuy nhiên, có điều ba vẫn cần phải nhắc nhở con. Dạ, con xin nghe ba. Mỗi thành viên trong công ty cũng như một mắt xích trong một dây chuyền sản xuất. Chỉ cần một mắt xích hỏng sẽ ảnh hưởng đến năng suất của nhà máy. Dạ, con hiểu ý ba muốn nói gì rồi ạ. Con đã sai khi mà đã để ba vào tình huống khó xử. Thằng Minh á, thì dù sao nó cũng là em của con ba à. Con hiểu như vậy là ba mừng rồi. Chúng tôi chỉ tuyển sinh duy nhất vào kỳ thi đại học mà thôi. Vậy bây giờ em tính sao? Mới vừa thi xong mà. Có nghĩa là em phải chờ năm sau đó. Ừ, nhưng mà vậy thì lâu quá. Hay là anh chị theo học những khóa ngắn hạn của chúng tôi, sẽ có những lớp từ cơ bản tới nâng cao, phù hợp cho khả năng của từng học viên. Tôi nghĩ đây là một cách tốt nhất. Vậy chừng nào có mở khóa vậy thầy? Trong tuần này thôi, vì số lượng học viên đăng ký đông lắm rồi. Vậy thì em đăng ký nha. Nhưng bao nhiêu tiền một khóa vậy thầy? Nếu em đóng luôn 3 khóa, từ cơ bản, trung cấp tới nâng cao, thì chúng tôi sẽ giảm 10% học phí. Tôi thấy đóng như vậy thì có lợi hơn. Tổng cộng là 9 triệu cho 3 khóa. Mình làm gì có số tiền lớn như vậy chứ. Vậy thôi, vậy để em về suy nghĩ lại. Ừ. Mai à, để anh. Dạ, chú cho bạn con đăng ký đi ạ. Ờ. Em... Nè, em đừng có nói gì hết. Coi như là anh cho em mượn trước. Sau này em học thành công rồi, em trả lại cho anh sau, nhé. Đây. Dạ, cảm ơn chú. Cảm ơn cậu. Xong rồi. Em chuẩn bị tinh thần và một ít chi phí học cụ để đi học nghe. Dạ. Nhất định em sẽ trả lại cho anh khi anh du học về. Anh đã quyết định không đi du học nữa rồi. Anh không đi du học nữa hả? Bên kia đường có quán cà phê, mình qua đó nói chuyện đi nha. Mình đi em. Chỉ vì muốn bảo vệ em mà anh... Anh biết là Mai sẽ không tin đâu. Nhưng mà đó là sự thật. Anh sẽ không bao giờ để anh ta làm hại em được. Nhất định anh sẽ không bao giờ để anh ta làm điều đó với em. Có thể do hôm đó anh ta quá sai cho nên mới... Không, con người anh như thế nào anh hiểu lắm. Họ đã làm gì, suy nghĩ gì anh đều biết hết. Chẳng qua anh không muốn nói ra mà thôi. Họ, đây là anh Quyền và... Là má anh ta, là dì của anh. Vậy còn anh ba anh đâu? Anh ba của anh là một con người khác hẳn. Anh ấy luôn đứng về phía anh. Đó là một người đàn ông quân tử mà anh rất ít khi gặp trong cuộc sống này. Mà mỗi người này hình như cũng sắp tuyệt chủng rồi đấy. Từ lúc ở nhà anh đến giờ em chưa có gặp anh ấy nữa. Anh càng làm em tò mò hơn á. Anh ba của anh không muốn về nhà nữa. Anh đi ở trọ bên ngoài. Ở trọ? Em vẫn không hiểu. Tại vì anh ba của anh á, bất đồng quan điểm với ba của anh. Mà thôi, chuyện này dài dòng lắm. Có dịp á,
anh sẽ giới thiệu anh ba của anh cho em. Bây giờ vẫn còn sớm, anh sẽ đưa em đi tham quan mấy trung tâm thời trang lớn nhất Sài Gòn này. Đây cũng là một điều rất là cần cho ngành học của em đó. Vậy mình đi nha anh. Nhưng mà anh phải hứa với em một chuyện nha. Chuyện gì? Em nói đi. Mình chỉ đi coi thôi, anh không được mua bất cứ thứ gì cho em đó. Thôi được rồi, mình đi đi. Anh nghe. Anh đang ở đâu vậy? Có chuyện gì không em? Anh đã về nhà chưa? Anh không muốn nói chuyện này nữa. Nếu không có vấn đề gì khác nữa. Thôi nhé, anh đang bận. Alo. Cái đầm này dễ thương đó, có vẻ hợp với em đó. Em thử đi. Đi. Dạ, xin lỗi chị, cho em gửi lại. Dạ. Ủa, xin lỗi chị. Sao vậy? Em đã nói với anh rồi mà, là hôm nay anh dẫn em đi coi thôi. Dặn không được phép mua cho em mà. Cái đó có đáng bao nhiêu tiền đâu. Nhưng mà anh đã hứa với em rồi thì anh phải giữ lời hứa chứ. Thôi cũng được. Thôi, mình về nha em. Dạ. À. Phong, hình của cô bé nào vậy? À, cô gái mà tôi kể cho ông nghe đó. Mà công nhận nha, cô ấy đẹp thiệt á. Ông tìm thấy cô ấy chưa? Chưa. Nhưng mà tôi tin là tôi sẽ gặp lại cô ấy. Ông thật là lãng mạn và đã tin. Mình không đi du học đâu. Mình có lỗi với Trâm Anh nhiều lắm. Lần này đã làm cho Trâm Anh thất vọng. Trâm Anh thì không hiểu nổi, tại sao mọi chuyện đang tốt đẹp giờ lại ra nông nỗi này chứ. Thật ra nói ra Trâm Anh cũng không hiểu đâu. Có thể cho mình biết tại sao mình làm như vậy không? Nói chung thì phức tạp lắm, Trâm Anh không hiểu được đâu. Trâm Anh hỏi vậy thôi chứ Trâm Anh biết nguyên do chuyện này rồi. Hả? Trâm Anh biết hả? Mình ở lại vì một cô gái. Mình yêu cô ta bao lâu rồi? Rồi cái vụ Hoàng Lan á, ông tính sao? Cô ấy đánh tiếng á, nhờ tôi khuyên ông đó.
Tôi và cậu có lẽ rất có hợp nhau. Dù là gì á, ông cũng phải cần gặp mặt, nói cho cô ấy hiểu. Im lặng đâu phải là giải pháp. Như vậy cũng chẳng phải là chia tay đâu. Ừ, tôi sẽ nói. Anh nghe nè. Muốn gặp anh hả? Ok, anh cũng đang muốn gặp em nè. Hả? Muốn tới coi chỗ của anh ở hả? Cũng được thôi, anh chờ em đó. Ừ. Em trai tôi á muốn tới coi chỗ ở của tôi. Thôi, tôi về. Mai gặp ông ở tòa soạn. Ok. Bởi vậy người ta nói tương tư nhung nhớ. Ok, không ok hối ok tiếc, buồn bã. Gì vậy? Ông đi về giùm tôi một cái đi. Bạn bè ghé chơi tự nhiên đuổi ta về vậy? Đi về lấy bằng rồi báo giùm tôi một cái nghe. Đi đi. Chút xíu nữa anh phải về nhà ăn cơm, cho nên không đi nhà hàng được. Vụ này nghe lạ nha. Phó tổng giám đốc Quyền về nhà ăn cơm. Nghe khó tin quá. Thì lâu lâu mình cũng phải tỏ ra quan tâm nhà cửa một chút chứ em. Mình đi ăn ở ngoài hoài cũng đâu có tốt đâu em. Những câu nói này đâu có hợp với anh. Chắc là ở nhà của anh có cái gì đó mới níu được chân anh quay về. Đúng là không có gì qua được cặp mắt của em hết. Có vậy anh mới cần em chứ, đúng không? Cần, nhưng mà anh lại sợ em. Sợ em? Ừ. Một người đầy mưu mô như anh mà cũng biết sợ đàn bà. Anh nói chuyện cứ như đùa vậy. Mà thôi, anh có sợ em hay không? Biết sao anh đừng bỏ thì em thấy đó, ông già anh, ông vừa khống chế anh nhưng mà trong thâm tâm của ông thì lại sợ anh. Ông già chắc hài lòng chứ. Còn phải nói nữa, ông còn mời anh đi ăn cơm nữa đó. Vậy là trên đó tuyệt vời. Em biết sao không? Tại vì đây là lần đầu tiên anh nhận lỗi trước mặt ổng mà. Từ đây sẽ thấy được sự lợi hại của anh. Dạ, có phải là cái nhà có cửa sắt màu xanh, cửa trong màu vàng đúng không anh? Dạ, em biết rồi. Anh ba ơi. Minh. Dạ. Anh ở trong này, vô chơi nha. Dạ. Sao, vô đi. Dạ thôi, mình đi uống cà phê nói chuyện cho tiện anh. Em thấy anh bày vẽ này nọ mất công dọn dẹp lắm. Thôi vậy cũng được, chờ anh chút nha. Dạ. Vì cô ấy mà em mới lại. Chà, lãng mạn của ta. Mà không biết em làm như vậy có đúng không nữa. Nếu anh là em á thì anh cũng sẽ làm như em thôi. Cảm ơn anh ba, chỉ có anh mới hiểu em thôi. Cô gái đó chắc đặc biệt lắm hả? Nói thật với anh nghe, tại vì từ trước giờ em chưa có cảm giác nào giống như vậy hết á. Ngay cả đối với trong anh em cũng không có cảm giác này nữa.
anh phải đưa đây mà. Anh Ba, khi nào có dịp á, em sẽ giới thiệu cô ấy gặp anh. Hả? Anh cũng mong sớm gặp được cô gái mà đã làm cho em trai của anh tiếng sét ái tình. À, em quên nữa. Anh coi mấy mẫu quần áo mà cô ấy vẽ rồi góp ý kiến nha. Anh thấy sao anh? Cô gái này có năng khiếu đó. Tình biết gì cũng chưa được phong khoáng đó. Mấy cái mẫu này rất là có phong cách. Nếu muốn được làm nhà thiết kế chuyên nghiệp á, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Dạ, cô ấy cũng tự biết điều này. Đi từ năng khiếu đi đến chuyên nghiệp phải trải qua một khoảng thời gian rất là dài. Vì vậy em mới tới tìm gặp anh nè. Anh giúp được gì? Anh làm người này chắc là quen biết rất là nhiều nhà thiết kế nổi tiếng đúng không? Anh hiểu rồi, chuyện đó đơn giản thôi mà. Anh có người bạn đó làm nhà thiết kế rất là nổi tiếng, để hôm nào đó anh sẽ giới thiệu cho em. Dạ, cảm ơn anh nha. Anh nói là anh gọi em ra có chuyện gì đó. Mấy bữa nay em có gặp Trâm Anh không? Dạ có chứ, mà có chuyện gì không? Lúc trước anh có hứa tặng Trâm Anh một tấm hình vừa xíu đồ đỏ, giờ tính nhờ em đưa dùm. Nhờ em hả? Khoan đã anh ba. Chắc là anh chờ người khác đưa đi, em ngại gặp Trâm Anh lắm. Ủa sao kỳ vậy? Hai đứa chơi thân với nhau từ nhỏ mà. Em... Thôi được rồi, cho anh xin số điện thoại của Trâm Anh đi. Dạ. Đẹp quá. Ba em mà nhìn thấy chắc là mê lắm luôn á. Anh làm sao chụp được tấm hình này vậy? Em biết không, loài xíu đầu đỏ này nè, nó rất là tinh nhạy luôn. Mỗi khi nó đánh hơi được sự nguy hiểm á, nó bay mất liền hả? Anh phải đào cái hố thật là sâu, dìm mình xuống nước, đầu phải phủ có năng luôn. Rồi anh đứt một thời gian dài mới chụp được nó đó. Coi bộ cũng phức tạp quá ha. Không đơn giản như em nghĩ. Thì người ta liệt nó vô danh sách loài quý hiếm á, cũng có lý do của nó. Dân gian người ta gọi con chim này á là chim hạc. Em có thấy đình thờ người ta hay tặng tự tặng hình của nó không? Dạ có anh. Nhìn hai con xíu này thấy đáng yêu làm sao? Em nghĩ tình yêu của chúng chắc là đẹp lắm anh ha. Anh cũng nghĩ như vậy. Nghe nói cái loài chim này là sống có đôi, nếu mà một con lấy bạn thì con kia cũng chết theo luôn à. Anh Hôn, em có chuyện muốn hỏi anh. Em cứ việc hỏi đi, anh biết anh sẽ trả lời cho. Anh có biết cô gái hay đi chung với mình là ai không? Anh có nghe thằng Minh nói, nhưng mà anh chưa gặp cổ bao giờ. Không biết anh Minh quen cô ấy lâu chưa anh? Điều này thì anh không có hỏi. Nhưng có vẻ thằng Minh đó có tình cảm rất là sâu đậm với cô ấy. Điều này thì em cũng biết. Anh Minh dành rất nhiều tình cảm cho cô ấy. Nhà thơ có câu: tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Ủa má, Thanh Mai đâu rồi má? Má làm gì nhìn con dữ vậy? Tại con đói bụng cho nên con mới hỏi kêu có gì ăn chưa mà. Cái vụ này lạ à nghe. Dạo này má thấy chiều nào con cũng về nhà ăn cơm hết trơn á.
Bộ con ghiền mấy cái món đồ ăn của Ô Xin nhà này rồi có phải không? Người ta có tên đàng hoàng mà má cứ gọi là Ô Xin. Má kỳ quá. Kỳ cái gì mà kỳ? Ô Xin thì gọi là Ô Xin. Có cái gì đâu mà kỳ. Mà con làm gì khó chịu dữ vậy? Thì dì Tư á cũng là Ô Xin. Sao má lại gọi là dì Tư? Định lý sự với má đó hả? Dạ, ý con đâu phải gì đâu má. Tại thời đại ngày nay văn minh lịch sự rồi. Má dùng từ ngữ cũng phải cân nhắc chứ má. Thôi con lên phòng đi. Đàn ông nhà này chắc bị quỷ ám hết trơn rồi hay sao vậy? Ủa, Mai. Ê, trời ơi là trời. Làm cái gì mà hất bộ vô người tôi vậy nè trời. Giá sách báo, đôn kê, chậu cảnh, thảm chùi chân, lãng hoa, túi du lịch. Cô làm cái kiểu má, gì má, vậy má, hả? Má. Đó là tại con. Tại con vô ý giáp phải cái chổi đó má. Dép ở phòng ngủ, rất nhẹ, trời ơi. Dạo này con sao vậy Quyền? Đầu óc thì lơ mơ, tâm hồn thì treo lơ lửng trên cành cây vậy hả? Thôi mà má, có gì đâu mà má phải giận dữ vậy. Thôi má lên nằm nghỉ cho khỏe nha. Đi má lên phòng nghỉ cho khỏe đi. Cảm ơn anh. Không có gì đâu em. Thôi để em làm việc tiếp. Nếu em cần gì thì cứ nói cho anh biết nha em. Em làm việc tiếp đây. Tao nắm được điểm yếu của mày rồi Minh à. Thôi, em làm việc tiếp đi nha. Dạ. Anh Quyền này là người như thế nào đây? Xem ra anh ta không phải là người xấu. Anh Minh, sao anh không vô ăn cơm với mọi người cho vui? Cảm ơn em, anh không đói. Anh có thể nói cho em nghe anh đang giận em điều gì không? Anh không giận ai hết. Anh chỉ thấy buồn khi người con gái mình thích lại đi chơi với kẻ xấu thôi. Anh Minh à, em không nghĩ anh Quyền là kẻ xấu đâu. Em còn nói nữa hả? Em quên là anh ta nửa đêm vô phòng của em sao? Anh lo sợ cho em, cho nên anh đã không đi du học, để ở nhà bảo vệ cho em. Bây giờ em còn nói em không nghĩ anh ta là kẻ xấu. Đó là suy nghĩ của em thôi. Sao anh lại cấm em cảm nhận về những người xung quanh? Với lại em chỉ muốn nhìn mọi người theo khía cạnh tốt thôi mà. Vì vậy á, em nghĩ là anh đặt điều để nói xấu anh ta chắc. Anh à, em không có suy nghĩ như vậy. Nhưng mà biết đâu mình hiểu lầm về một người tốt thì sao? Đúng. Nếu anh ta là người tốt thì trên đời này không có kẻ xấu đây mà. Em không muốn nói chuyện với anh nữa đâu. Anh chỉ toàn áp đặt không à. Đúng. Anh áp đặt á cũng chỉ là lo cho em thôi. Anh ở lại đây cũng vì em đó Mai. Nếu mà vậy thì không nhất thiết phải như vậy đâu. Anh có thể đi được rồi đó. Được. Alo, Trâm Anh hả? Một chút nữa mình ghé rồi mình đi coi trình diễn thời trang nha. Bây giờ anh phải đi rồi. Em cứ làm điều gì mà em muốn đi. Anh mong là em sẽ không hối hận.
Anh tính nhờ em ủi giúp cái áo, mai anh mặc đi tiếp khách hàng. Dạ. À, thôi anh đứng chờ đây lấy luôn nha. Anh cứ vô đây ngồi đi, chờ em ủi xong rồi anh lấy. Em cho hả? Dạ. Dạ không có gì. Anh về phòng nha. Quyên. Dạ. Đem má biểu. Sao má? Có chuyện gì không má? Má thấy con quan tâm quá nhiều tới con ô sinh đó rồi đó nha. Má hiểu lầm con rồi. Má cũng mong là hiểu lầm như vậy đó. Chứ mà hiểu đúng á là má đâm đầu vô ô tô má chết luôn cho rồi. Má nghĩ con tầm thường như vậy sao? Để con nói cho má nghe. Nhưng mà con không gạt má chứ. Sao con lại gạt má? Ừ, nói vậy nghe được đó. Nhưng mà má cũng chỉ muốn nhắc con rằng nhân thân của con nhỏ đó rất là phức tạp và mờ ám. Má đang điều tra đây. Quyền à. Dạ. Con phải tuyệt đối tỉnh táo, làm chủ cuộc chơi nghe con. Coi chừng chơi dao có ngại đứt tay đó. Dạ con biết rồi. Thôi con xuống bếp nha má. Mình thấy show diễn thời trang tối nay sao? Minh. Ừ, hả? Có nghe Trâm Anh hỏi gì không vậy? Ừ, Trâm Anh hỏi gì vậy? Mình thấy show diễn thời trang tối nay. Họ diễn sao? Nghe rõ chưa? À, tại vì mình không có năng khiếu về thời trang, cho nên không dám đưa ra nhận xét. Phải chi là cô ấy thì hay biết mấy. Mình lảm nhảm gì vậy? À, mình tưởng là Trâm Anh xem thời trang, ai về cũng xem diễn thời trang như phần đông khán giả thôi. Tại sao phải phân biệt rắc rối vậy? Nhất định là có vấn đề rồi. Hôm nay thấy mình sao á? Ừ, đâu có gì đâu, mình thấy bình thường mà. Rất không bình thường. Đầu óc mình cứ để ở đâu á? Chắc chắn là có chuyện gì liên quan đến mình rồi. Ừ, không có đâu. Hay là cô ấy làm Minh buồn phải không? Trâm Anh à, mình đi đâu đó đi. Nếu cậu không thích những món này thì có thể gọi món khác. Dạ. Ở đây chỉ có tôi với cậu thôi. Cậu đừng có ngại gì hết. Ăn đi chứ. Dạ. Từ trước tới giờ em đâu có được tới những cái nơi sang trọng, được ăn những món ăn ngon như thế này.
còn có rượu nữa. Chỉ cần cậu chịu khó nghe lời tôi thì những bữa ăn như thế này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Em cũng chỉ là nhân viên quèn thôi, mà được anh ưu ái như vậy, em cảm thấy em bối rối quá. Cậu á, có được những cái lợi thế để hoàn thành những công việc mà tôi cần, mà không phải ai cũng có được đâu. Vô đi. Dạ. Mới đầu ai cũng vậy hết, từ từ rồi sẽ quen thôi. Chắc anh không phải vô cớ mà rủ em ra đây ngồi uống rượu giống vậy hả anh? Tôi rất thích cái câu hỏi này của cậu. Điều đó chứng tỏ rằng cậu cũng là một người hiểu chuyện. Còn tôi lại rất thích làm việc với những người thông minh như cậu. Dạ. Tôi muốn cậu làm cho tôi một việc. Cậu xem việc này là việc công hay việc tư thì tùy cậu. Nếu cậu chịu khó nghe lời tôi, tương lai của cậu sẽ rộng mở. Còn ngược lại đó, thì cậu cũng biết kết quả như thế nào này. Dạ, em muốn biết việc đó là việc gì? Dạ, con muốn xin gì cho con nghỉ buổi tối để con đi học. Cô học cái gì vào buổi tối? Dạ, con học lớp thiết kế thời trang. Đây là chủ ý của cô hay là của ai? Dạ, đó là ý của con. Cô nói thật đó chứ? Con đâu có dám nói dối gì đâu. Còn việc nhà, cô tính làm sao? Dạ, con sẽ tranh thủ làm xong hết, rồi con mới đi học. Dì ơi, dì cho phép con nha dì. Cái vụ ô xin đi học, chưa có tiền lệ ở cái nhà này đâu. Dì giúp con nha dì. Cô để tôi suy nghĩ đi, rồi trả lời cô sau nha. Bây giờ tôi đi gội đầu đây. Dọn dẹp nhà cửa cho đàng hoàng đó. Dì ơi. Dạ, Minh là bạn của em. Em làm như vậy chẳng khác nào bán đứng bạn bè. Anh làm em khó xử quá. Nếu cậu không phải là bạn của nó, thì liệu cậu có hoàn thành những việc mà tôi giao cho cậu không? Thôi tùy cậu. Nếu mà cậu cảm thấy khó xử quá, hãy trở về với công việc tiếp thị cà phê của cậu đi. Ủa? Sao anh biết điều này? Cậu đừng có hỏi tôi làm gì. Tôi có cách làm việc riêng của tôi. Tôi còn biết, cách đây vài hôm, cậu bắt tay với một nhân viên cũ ở trong công ty để lấy vật liệu trang trí nội thất của một cửa hàng khác. Để người ta chiết khấu hoa hồng cho cậu nữa. Tôi rất thông cảm cho cậu, vì tôi hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của cậu. Dạ. Cậu muốn tôi nói thêm về bệnh tình của má cậu dưới quê như thế nào không? Ở cái thành phố này á, chỉ có tiền mới làm được tất cả những điều mà mình mong muốn. Trâm Anh không thích mình, cũng chỉ vì mình nghèo thôi. Dạ, em xin nghe. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Ê Phong, ông đừng có nói với tôi là
ông còn dấn dương cái cô thôn nữ đó phải không? Mình tiếp xúc rất nhiều cô gái đẹp, nhưng chưa lần nào thấy ấn tượng với ai như lần này. Thôi đi ông ơi, cô ấy bây giờ như chim trời cá biển, biết đâu mà tìm. Đừng có thả mồi bắt bóng nữa, hoàng lan của ông là nhất rồi. Nhất cái nỗi gì chứ? Cậu chỉ biết yêu bản thân mình thôi, chứ đâu có quan tâm gì tới tâm tư nguyện vọng của tôi đâu. Rồi ông định tính sao? Yêu hay không yêu thì phải rõ ràng chứ. Tôi biết mình phải làm gì rồi. Chờ tôi làm xong bộ sưu tập này á, tôi sẽ nói chuyện với Lan. Cái gì tới rồi sẽ tới thôi.